hệ thống thời trang FM Style hân hạnh tài trợ chính bản tin này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin QCB, chương trình do Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện. Bản tin hôm nay, thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022, sẽ có những nội dung chính sau đây. Phiên họp lần thứ hai, Ban tu chỉnh hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Khai mạc triển lãm ảnh Phật giáo Quảng Nam 25 năm xây dựng và phát triển 1997-2022. Các chùa tổ chức đón mừng Trung Thu, tặng quà cho thiếu nhi. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 8 tháng 9 vừa qua, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có phiên họp về việc tu chỉnh hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 9, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Khen thưởng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 9. Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Thống, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nội dung Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 9, cùng sự tham dự của Chư Tôn Đức lãnh đạo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Đức ban tu chỉnh hiến chương Giáo hội. Phát biểu mở đầu phiên họp, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự điểm qua một số nội dung quan trọng của phiên họp. Đồng thời, Hòa thượng Chủ tịch mong muốn Chư Tôn Đức tại phiên họp lần này sẽ tiếp thu ý kiến thảo luận và thống nhất bản tu chỉnh hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thuận tiện cho việc trao đổi với các cơ quan hữu quan. Phiên họp đã thảo luận và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhằm tu chỉnh hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với quy định trong luật tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật nhà nước liên quan, cũng như phù hợp với thực tiễn trong công tác điều hành Phật sự trong giai đoạn hiện nay. Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp và thảo luận từ Chư Tôn Đức, Hòa thượng Chủ tịch điều hành phiên họp lấy ý kiến và thông qua các đóng góp để hoàn thiện các nội dung của hiến chương Giáo hội. Sáng ngày 10 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Hành Chân, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Thông Hội, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, Hòa thượng Thích Huệ Thông, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, Hòa thượng Thích Phước Châu, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình. Chủ tọa đoàn gồm Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức đại hội, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng Chư Tôn Đức Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Hiếu, đại diện Cục An ninh Nội địa, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Đặng Xuân Thắng, Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh, ông Nguyễn Duy Ân, Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các ban ngành chính quyền địa phương.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, Hòa Thượng Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc khái quát một số thành tựu mà Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa Thượng nhấn mạnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam hướng đến xây dựng và phát triển toàn diện các mặt công tác, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo giáo hội trong nhiệm kỳ mới, trẻ hóa trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và đoàn kết, hòa hợp mới có thể nói đến cái sự phát triển trong tương lai. Ngẫu hầu góp phần kiện toàn tổ chức giáo hội địa phương trước thềm đại hội chính của Trung ương giáo hội tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Tổng kết đánh giá lại chặng đường 5 năm nhiệm kỳ qua, Thượng tọa Thích Viên Trừng báo cáo tại đại hội cho biết, toàn tỉnh hiện có 300 tự viện, trong đó có 291 chùa Bắc Tông, 2 chùa Nam Tông, 7 ngôi tịnh xá, 5 điểm sinh hoạt tập trung. Có 2 cơ sở là chùa Phú Long và chùa Long Hội, huyện Thăng Bình, chưa được công nhận về pháp lý. Một số tịnh thất của các cá nhân tăng ni lập riêng tu học, toàn tỉnh có 890 tăng ni. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì 35 cơ sở. Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu cho 215 tăng ni sinh đi thọ giới tại các giới đàn do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành lân cận tổ chức. Hoạt động từ thiện nhân đạo trong nhiệm kỳ đã thực hiện với tổng trị giá trên 206 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 8 đơn vị phân ban gia đình Phật tử cấp huyện và 4 đơn vị ban điều hành gia đình Phật tử, có 826 huynh trưởng, 3.600 đoàn sinh đang sinh hoạt tại 112 đơn vị gia đình Phật tử thuộc 12 phân ban và ban điều hành gia đình Phật tử cấp huyện thị, hơn 100 đạo tràng tu tập với nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, thành tựu hoạt động Phật sự của các ban chuyên môn, hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, thông tin truyền thông đạt được những kết quả khả quan. Tại đại hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đề ra chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 với nhiều hoạt động trên tinh thần tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như khắc phục những Phật sự tồn đọng của khóa năm. Theo đó, sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tập hợp sức mạnh trí tuệ tập thể, tuân thủ luật pháp chế, hiến chương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước trong tổ chức và điều hành các hoạt động Phật sự, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học và hỗ trợ tăng ni tham gia các chương trình đào tạo nâng cao, thực hiện tốt nhiệm vụ hoằng pháp, truyền bá giáo lý, hướng dẫn Phật tử tu tập và thực hành pháp, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, khuyến khích kinh tế tự túc tại các cơ sở tự viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy giá trị của Phật giáo, tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại. Với những thành tựu Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đạt được, Trung ương Giáo hội tặng bằng tuyên dương công đức đến 16 tập thể, 26 cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen đến 3 tập thể và 9 cá nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân. Ngoài ra, Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng tặng bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân đã có công đức đóng góp cho sự phát triển của giáo hội tỉnh và tặng một nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Nam Trà My trị giá 100 triệu đồng. Sau phần tuyên bố mãn nhiệm Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam khóa 5 do Hòa Thượng Thích Thiện Thành thực hiện, thay mặt tiểu ban nhân sự đại hội, Thượng tọa Thích Như Giải trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban trị sự nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân đã lấy ý kiến biểu quyết trước toàn thể đại biểu tham dự đại hội, thống nhất thông qua danh sách nhân sự được suy cử vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 68 thành viên, trong đó có 19 thành viên ban thường trực do Hòa Thượng Thích Phước Minh được suy cử trưởng ban trị sự. Thay mặt các cấp chính quyền, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ qua cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ, với niềm tin và phấn khởi về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, tôi tin tưởng rằng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới, với cơ cấu thành phần đại diện cho tính tiêu biểu, uy tín, trí tuệ, được đại hội tín nhiệm suy cử, sẽ dấn thân phục vụ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, góp phần cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc. Ban đạo từ tại đại hội, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự tán dương những thành tựu mà Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ năm. Giáo hội cũng xin ghi nhận và tán dương công đức của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ năm với sự lãnh đạo và điều hành một cách tích cực và hòa hợp của Hòa Thượng Thích Thiện Thành, xứng đáng với ý nghĩa là tiếp nối những sự nghiệp, những gì có Hòa Thượng Thích Thiện Viên để lại. Với tất cả những ý nghĩa đó, trong 20 năm lãnh đạo Phật giáo tỉnh Quảng Nam
của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên trong 5 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thiện Thành, tổng cộng là 25 năm qua, Phật giáo tỉnh Quảng Nam từ chỗ nghèo khó, thiếu thốn, chưa được ổn định và dần dần đi đến sự phát triển ổn định rực rỡ như ngày hôm nay. Hòa Thượng cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam sẽ đạt được nhiều thành quả hơn trong công tác Phật sự. Sau khi thông qua danh sách đoàn đại biểu đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam tham dự đại hội toàn quốc, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự, thay mặt Ban Thư ký đại hội trình dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa Thượng Thích Huệ Thông lấy ý kiến đại biểu hiện diện tại đại hội thống nhất thông qua nghị quyết trước khi triển khai phổ biến nhằm định hướng tu học hoạt động cho Phật giáo tỉnh. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, chiều ngày 9 tháng 9, Ban tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh đã trang trọng cắt băng khai mạc triển lãm ảnh chủ đề Phật giáo Quảng Nam 25 năm xây dựng và phát triển tại Trung tâm Văn hóa tỉnh số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ. Tham dự có Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Hòa Thượng Thích Hạnh Nhẫn, Hòa Thượng Thích Đồng Nguyện, Thượng tọa Thích Viên Trừng Chánh Thư Ký, Đồng Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, quý đại biểu. Triển lãm ảnh chủ đề Phật giáo Quảng Nam 25 năm xây dựng và phát triển 1997-2022 nhằm tôn vinh những thành tựu trong sự nghiệp xiển dương đạo Pháp, phụng sự nhân sinh, tốt đạo đẹp đời của Phật giáo tỉnh trong 25 năm. Qua đó tri ân công đức to lớn của chư vị tổ sư, tiền bối hữu công đã lãnh đạo Phật giáo tỉnh vượt qua những giai đoạn khó khăn trong các nhiệm kỳ, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh Quảng Nam trang nghiêm vững mạnh như ngày hôm nay. Theo Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó tiểu ban tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh cho biết, triển lãm ảnh lần này trưng bày với gần 500 bức ảnh được chọn lựa từ hàng ngàn bức ảnh tiêu biểu vượt bậc về các hoạt động Phật sự trong 25 năm qua của Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cũng như các ban ngành trực thuộc, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở chùa trong toàn tỉnh, giúp cho khách mời, đại biểu và quần chúng nhân dân hiểu hơn về Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Trung thu là ngày Tết của trẻ em hay còn gọi là Tết Hoa Đăng, Tết Đoàn Viên. Những ngày này, trẻ em trên khắp mọi miền đất nước đều háo hức được gặp chị Hằng, chú Cụi. Hòa chung trong không khí vui tươi này, các chùa trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động vui chơi và tặng quà cho trẻ em. Vào đêm rằm tháng 8 Nhâm Dần nhằm ngày 10 tháng 9 năm 2022, chùa Hòa Vinh Thạnh, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu niên nhi đồng là học sinh của các trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn xã. Tham dự có Đại đức Thích Quảng Hòa, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Hòa Vinh Thạnh; Đại đức Thích Quảng Hiền, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Núi Thành; Đại đức Thích Tịnh Trí, trụ trì chùa Quảng Hương, thành phố Tam Kỳ; Sư cô Thích Nữ Trung Thảo, trụ trì chùa Bà Tiên, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; ông Võ Đăng Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hòa, cùng quý lãnh đạo chính quyền xã và thôn Đông Thạnh Tây, quý huynh trưởng và đoàn sinh, các đơn vị gia đình Phật tử, quý phụ huynh và đông đảo học sinh tham dự. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Quảng Hòa, trụ trì chùa Hòa Vinh Thạnh cho biết, hai năm vừa qua, do dịch bệnh nên chùa không tổ chức được mùa trung thu cho các em thiếu nhi. Nay dịch bệnh đã được kiểm soát, chùa tổ chức trung thu cho các em cũng như trao quà khuyến học. Đại đức cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ để chương trình này thành công. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Võ Đăng Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hòa, đã ghi nhận sự quan tâm và tình cảm đến trẻ em của Đại đức trụ trì, sự nhiệt tình ủng hộ của các cá nhân đơn vị tham gia tổ chức. Đêm hội là một sân chơi ngập tràn niềm vui với phần tặng quà đến cho các em. Ban tổ chức đã tặng 1.000 suất quà trung thu, bánh kẹo, lồng đèn và 50 suất quà khuyến học đến các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi nhân dịp năm học mới, mong muốn các em trở thành con ngoan trò giỏi. Với chiếc lồng đèn trên tay, các em phá cổ và xem múa lân. Các em được xem trình diễn thư pháp và chương trình văn nghệ vui hội trăng rằm do các học sinh biểu diễn với sự đồng hành của câu lạc bộ Music Quảng Nam.
Được biết bằng tấm lòng thương yêu dành cho con trẻ, sư cô Thích Nữ Trung Thảo đã vận động phần lớn kinh phí hỗ trợ chùa Hòa Vinh Thạnh tổ chức đêm hội, mang đến cho các thiếu niên nhi đồng xã Tam Hòa một mùa trung thu đáng nhớ. Cũng tại Núi Thành, nhân dịp Tết Trung Thu, Đại Đức Thích Thông Khiêm, trụ trì chùa Lộc Tân đã tổ chức tặng 700 phần quà cho các em thiếu nhi. Theo đó, Đại Đức Thích Thông Khiêm, Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Lộc Tân, cùng quý Phật tử đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho 700 em thiếu nhi xã Tam Tiến. Tại chương trình, các em được vui với những trò chơi dân gian, những hoạt náo vui nhộn, được xem biểu diễn lân sư rồng và nhận quà. Nhân Tết Trung Thu, ông Nguyễn Văn Thịnh, trưởng thôn Long Thành, thay mặt ban nhân dân thôn, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gửi lời tri ân đến chư tăng Phật tử chùa Lộc Tân. Quý vị thân mến, trong không khí hân hoan của thiếu nhi cả nước đón Tết Trung Thu, Phật giáo Phố Cổ Hội An đã tổ chức chương trình vui Trung Thu cho các em thiếu niên, nhi đồng tại Nông Sơn. Điểm đến lần này của đoàn là trường tiểu học trung học cơ sở Trần Quý Cáp và lớp mẫu giáo tại thôn Ninh Khánh, xã Ninh Phước. Đoàn đã trao tổng cộng 150 suất quà, gồm vở học, quà trung thu đến các em học sinh. Được biết, chuyến đi do Ni sư Thích Nữ Hạnh Bình, trưởng ban từ thiện xã hội, Phật giáo thành phố Hội An vận động quý nhà hảo tâm tài trợ. Với tâm từ của người con Phật, mùa trung thu này, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hội An và Chùa Bảo Thắng đã có nhiều hoạt động hướng đến trẻ thơ ở nhiều nơi. Còn tại Thăng Bình, vào chiều tối các ngày 8 và 9 tháng 9, nhằm ngày 13 và 14 tháng 8 năm Nhâm Dần, Chùa Bình Khương, xã Bình Giang và Chùa Bình Hải, xã Bình Hải tổ chức sân chơi mừng ngày Tết Thiếu Nhi dành cho trẻ em tại địa phương. Với chủ đề đón mừng Trung Thu, sư cô Thích Nữ Diệu Huấn, trụ trì chùa Bình Khương đã tổ chức chương trình quy tụ hơn 500 thiếu niên nhi đồng thuộc thôn Bình Khương tham gia. Chương trình được diễn ra trong không khí đầy màu sắc của bong bóng, lồng đèn và vũ điệu vui nhộn của các đoàn lân, hòa trong tiếng cười vui thích thú của trẻ thơ. Đêm hội văn trang tuổi thơ của bổn tự chùa Bình Hải do sư cô Thích Nữ Diệu Trang cùng ni chúng tổ chức cũng diễn ra sôi động với sự hiện diện của hơn 1.000 trẻ nhỏ và phụ huynh. Tại đây, các cháu thiếu nhi hát mừng mùa Trung Thu, giao lưu các trò chơi tập thể, nhận quà và xem biểu diễn múa lân. Những phần quà Trung Thu đầy tình cảm của chư tôn đức các chùa đã trao gửi những giá trị tinh thần đầy hỷ lạc trong cộng đồng trú xứ, gieo vào tâm hồn trẻ thơ nhiều cảm xúc thiện mỹ nơi chốn già lam, góp phần xây dựng xã hội vui tươi lành mạnh. Tại huyện Phú Ninh, nhân dịp Tết Trung Thu và đầu năm học mới 2022, chùa Trà Sơn, xã Tam Thái trao tặng học bổng, khuyến học và quà Trung Thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Theo đó, chư tăng và Phật tử chùa Trà Sơn đã trao 260 phần quà cho trẻ em, mỗi phần quà gồm đèn lồng, bánh Trung Thu, sữa và bánh kẹo. Giám tự chùa Trà Sơn, Đại Đức Thích Không Tú cho biết, những phần quà trao cho các em tuy không lớn về vật chất, song đã phần nào giúp cho các em được hòa mình vào không khí vui nhộn, thiết thực, bổ ích, qua đó góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan trò giỏi, là những người chủ tương lai của đất nước. Dịp này, chùa cũng đã trao 16 suất học bổng khuyến học cho các em học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Tối ngày 5 tháng 9, nhằm ngày 10 tháng 8 Nhâm Dần, chùa Quang Minh, xã Tâm Vinh, huyện Phú Ninh đã tổ chức đêm hội trăng rằm hướng đến tưởng niệm vong linh thai nhi xuất xảo. Buổi lễ có sự quan lâm chứng minh và tham dự của Đại Đức Thích Chân Lý, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử huyện Phú Ninh, Đại Đức Thích Đồng Duyên, Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo huyện, trụ trì chùa Quang Minh, Đại Đức Thích Pháp Tánh, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo huyện, trụ trì chùa Dương Lâm, Đại Đức Thích Thông Thiện, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông huyện, trụ trì chùa An Khánh, sư Ritaka Jotika Minh Bảo, sư cô Huyền Cơ, đại diện chính quyền, các nhà tài trợ và đông đảo bà con nhân dân Phật tử, các em thiếu nhi. Đêm hội đã diễn ra vô cùng sôi động và vui tươi với những tiết mục thi đua, múa hát thiếu nhi đón mừng Trung Thu, thi thuyết trình với chủ đề phải làm gì để trở thành người tốt hôm nay. Chương trình đêm hội đã khơi dậy ý thức cộng đồng, định hướng sống đẹp cho các em thiếu nhi và khép lại trong không khí tươi vui, rạng ngời khi các em thiếu nhi được tặng hơn 200 phần quà, bánh kẹo và 150 phần quà khuyến học. Đêm hội trăng rằm là chương trình do chùa Quang Minh tổ chức bởi sự tài trợ chính từ sư cô Huyền Cơ, nhóm cộng đồng thiện nguyện Ba La Mật, nhóm phóng viên Xuân Lam, công ty xe đạp DNG Bike Đà Nẵng, trang Sống Khỏe Plus, âm thanh ánh sáng Minh Huy và một số mạnh thường quân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 50 triệu đồng.
Thưa quý vị, vừa qua, Quan Âm Tịnh Viện Chùa Bà Tiên, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trao tặng gần 4.000 phần quà cho thiếu nhi và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Theo đó, dưới sự hướng dẫn của sư cô Thích Nữ Trung Thảo trụ trì chùa Bà Tiên, vào ngày 8 tháng 9 nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch, tại chùa Bà Tiên, sư cô trụ trì và Phật tử đã tổ chức buổi trao tặng 1.000 phần quà trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tiếp đó, ngày 9 tháng 9 nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch, chùa Bà Tiên trao tặng 1.000 phần quà trung thu tại chùa Hội Phước, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Để yêu thương được lan tỏa muôn nơi, ngày 9 tháng 9 nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch, chùa Bà Tiên tiếp tục đến thăm và trao 500 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi tại tổ đình Sắc Tứ Từ Lâm, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 10 tháng 9 nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch, chùa đã tiến hành trao tặng 1.000 phần quà trung thu và 50 phần quà khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học tại chùa Hòa Vinh Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và viết tặng 1.000 tấm thư pháp cho các em nhỏ. Được biết mỗi phần quà trung thu trị giá khoảng 100.000 đồng và mỗi phần quà khuyến học trị giá 600.000 đồng, gồm một phong bì tiền mặt 500.000 đồng và bánh trung thu. Cũng tại tỉnh Quảng Nam, vào ngày 11 tháng 9 nhằm ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Dần, đoàn từ thiện chùa Bà Tiên đã phối kết hợp với chùa Hòa Vinh Thành, huyện Núi Thành, tổ chức tặng 200 phần quà cho người già neo đơn và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Tiến và xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng. Tại mỗi điểm trao quà, đoàn đã mang đến cho các em thiếu nhi và bà con niềm hoan hỷ, không khí ấm áp vì những sẻ chia, sự quan tâm và món quà ý nghĩa. Tặng quà từ thiện là một hoạt động được chùa Bà Tiên tổ chức thường xuyên với mong muốn san sẻ yêu thương, xoa dịu những khó khăn vất vả của bà con và mang lại cho mọi người niềm tin tích cực vào đời sống. Nguồn kinh phí cho hoạt động từ thiện lần này khoảng 500 triệu đồng do chư ni chùa Bà Tiên vận động từ quý mạnh thường quân Phật tử, đặc biệt là sự trợ duyên của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ IDK, câu lạc bộ thư pháp Gia Nguyễn, thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử Hoàng Quỳnh, Quảng Ninh. Thưa quý vị, đến nay đã tròn 25 năm kể từ khi hình thành và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Trên chặng đường đó, Phật giáo tỉnh nhà đã thực hiện thành công các hoạt động Phật sự trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những thành tựu Phật sự đó đã được ghi nhận và trở thành bước đệm vững chắc cho sự phát triển hưng thịnh, trường tồn của Phật giáo tỉnh nhà. Tỉnh Quảng Nam là một tỉnh miền Trung có địa lý vô cùng thuận lợi để kết nối các địa phương khác của Việt Nam và thế giới. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, là địa phương duy nhất có hai di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp cổ Mỹ Sơn. Hòa chung sự phát triển của tỉnh nhà, Phật giáo tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua đã có những thành tựu nhất định. Nổi bật trong đó là ổn định tình hình sinh hoạt tu học của các cấp giáo hội. Việc phát triển cơ sở luôn được chú trọng, nhất là các huyện miền núi, vùng cao. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn có sự liên hệ mật thiết với các cơ quan chức năng của tỉnh để thảo luận, bàn bạc các công tác Phật sự nhằm đưa đến hiệu quả cao nhất khi triển khai thực hiện. Thì trong những năm qua, với tư cách là tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tích cực phát huy được cái vai trò là tổ chức thành viên, động viên, hướng dẫn bà con Phật tử, đồng bào Phật tử so với các tầng lớp nhân dân là gần như là không có một cái khoảng cách, cũng đồng hành, cũng chia sẻ, cũng đoàn kết để thực hiện tất cả những cái hoạt động của địa phương. Một trong số những thành tựu nổi bật của Phật giáo Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua là phát triển tử viện. Toàn tỉnh hiện có 300 cơ sở, trong đó 291 chùa Bắc Tông, 2 chùa Nam Tông, 7 tịnh xá hệ phái Khất Sĩ, cùng một số tử viện đang xin cấp phép cũng như điểm sinh hoạt tập trung. Số lượng tăng ni cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Nếu ở đầu nhiệm kỳ năm, tăng ni toàn tỉnh chỉ khoảng gần 800, thì ở cuối nhiệm kỳ đã gần 900 vị. Cái số lượng tăng ni thì đến gần 890 mấy vị. Thì phần nhiều là có tăng ni trẻ, vừa đang theo học ở Phật học viện, học viện Phật giáo. Vì cái nhu cầu hiện nay là cái nhu cầu cần phải có những cái thành phần tri thức. Việc đào tạo những tăng ni trẻ có trí tuệ, năng lực để tiếp nối mạng mạch Phật pháp cũng là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài của Phật giáo tỉnh Quảng Nam.
Trong nhiệm kỳ qua, trường Trung cấp Phật học tỉnh đã hoàn thành 2 khóa 6 và khóa 7 với tổng số 118 tăng ni sinh tốt nghiệp. Chất lượng tốt nghiệp có sự nâng cao hơn khi ở khóa 6 chỉ có 10 vị tăng ni sinh đạt loại A, thì ở khóa 7 con số này là 31 vị. Ngoài ra, ở nhiệm kỳ 5, trường Trung cấp Phật học tỉnh lần đầu tổ chức các lớp Phật học dành cho cư sĩ và đạt được thành tựu khả quan. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cấp cơ sở vật chất, Chư Tôn Đức, Ban Trị sự và Ban Giám hiệu nhà trường quyết tâm xây dựng trường nội trú. Điều này sẽ giải quyết vấn đề ăn ở, tu học cho tăng ni sinh, nhất là trong thời gian mưa bão, đường xá đi lại khó khăn. Tỉnh Quảng Nam chưa có trường nội trú, cho nên là các vị bổn sư hoặc là y chỉ sư của các tăng ni sinh sẽ cho các vị đó học ở các tỉnh lân cận. Và sau khi học xong, họ đã quen rồi, cho nên họ sẽ ở lại và phục vụ tại các tỉnh lân cận. Thì nếu mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam xây được cơ sở nội trú cho các tăng ni sinh, thì nguồn nhân lực tăng ni sinh tại tỉnh nhà sẽ tập trung về tại trường nội trú đó mà để tham gia học tập, ở lại phục vụ Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Những nỗ lực của ngành giáo dục Phật giáo Quảng Nam đã gặt hái được thành quả khi ngày càng nhiều tăng ni trẻ dấn thân phục sự đạo Pháp. Chư Tôn Đức đến những nơi vùng sâu, vùng xa để hành đạo. Nằm trên một mảnh đồi xa xôi thuộc xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước là ngôi chùa Phước Hiệp, nơi sư cô Thích Nữ Thuần An đang tu tập. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Phật học tỉnh và hoàn thành các chương trình ở Phật học viện, sư cô đã trở về quê hương Quảng Nam để gieo duyên lành. Ở nơi heo hút bốn bề chỉ toàn núi rừng, cuộc sống chắc chắn là rất khó khăn, nhưng sư cô đã vượt qua tất cả với tinh thần phụng sự. Và từ ngày có sư cô trông coi, ngôi chùa Phước Hiệp càng trở nên trang nghiêm hơn. Dạ, trước đây thì người dân ở nơi đây mà muốn đi chùa thì rất là khó khăn, và những Phật tử đa số là những người lớn tuổi, nhưng họ đi chùa thì phải đi ra khoảng 8 cây số thì mới đến chùa ngồi đó, và cái ước mong thiết tha nguyện vọng của họ là thành lập được ngôi chùa trên đất quê hương mình. Sau khi về thì chùa cũng có những bước khởi sắc, những khóa tu hàng tháng thì mình cũng tổ chức để cho họ có phước duyên để tới chùa hơn. Không chỉ phục vụ người dân xung quanh chú xứ, sư cô Thích Nữ Thuần An còn tích cực tham gia các hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Phước. Ở huyện miền núi xa xôi này, chỉ cần có thêm một người cũng đã là quý. Vậy nên khi có sự chung tay của chư tăng ni trẻ như sư cô, Phật sự tại đây càng trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Cho tăng ni trẻ hiện cũng có một số vị cũng đang nghiên cứu cao học. Chính vì vậy là huyện miền núi cũng cần tăng ni có trình độ kiến thức như vậy để cho cái sức trẻ phục vụ. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đi tới vùng sâu vùng xa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các đồng bào ở các nơi. Song song với sự phát triển của ngành tăng sự thì phân ban gia đình Phật tử cũng có bước chuyển mình. Với sự ủng hộ và tạo điều kiện hết mình của Ban Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam các cấp, Chư Tăng Ni trụ trì, phân ban gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam hiện có 826 huynh trưởng, 3.600 đoàn sinh đang sinh hoạt tại 112 đơn vị thuộc 12 phân ban và ban điều hành gia đình Phật tử cấp huyện thị. Công tác tu học được chú trọng, các khóa trại huấn luyện như Lộc Uyển, Huyền Trang thường xuyên được tổ chức. Có thể nói, gia đình Phật tử của tỉnh Quảng Nam là một trong các địa phương mạnh về chất lượng và số lượng. Có một số cái huyện cũng đang trên đà phát triển cái gia đình Phật tử tuổi trẻ để cho có cái tương lai. Tương lai của Phật giáo là ở cái tuổi trẻ. Cái gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt và là đóng góp rất nhiều cho cái giáo hội trong mọi công tác Phật sự. Từ thiện xã hội cũng là điểm nhấn khi trong năm 2020, tỉnh Quảng Nam đối diện với thiên tai, bão lũ và dịch bệnh Covid-19. Tổng số tiền mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh huy động lên tới 216 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ, động viên, san sẻ khó khăn không nhỏ với nhân dân và toàn xã hội. Đồng bào Phật tử Quảng Nam có một sự tham gia vô cùng tích cực
đã vận động ủng hộ, quyên góp ủng hộ giúp đỡ nhân dân gặp thiên tai, khắc phục khó khăn, xây dựng lại nhà cửa. Điều đó cho thấy rằng là ngoài cái sự tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội thì đồng bào Phật tử tích cực thực hiện các công tác ân sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Đó cũng chính là cái đường hướng cũng như là cái tư tưởng lớn chủ đạo của Phật giáo là hướng đến cái điều thiện mà tránh cái điều ác. Các thành tựu đạt được của Phật giáo Quảng Nam có thể nói đều có sự góp sức không nhỏ của Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh. Với đội ngũ 30 phóng viên, biên tập viên giàu sức cống hiến, luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiệm kỳ qua, Ban Thông tin Truyền thông tỉnh đã xuất bản hơn 5.000 tin, bài và trên 25.000 bức ảnh được truyền tải một cách cụ thể trên các phương tiện truyền thông như kênh truyền hình An Viên, Phật sự online, giúp cho các hoạt động Phật sự tại địa phương trở nên sôi nổi và lan tỏa hơn. Chính vì cái thế mạnh này, cho nên các ban trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố cũng như các cơ sở cũng liên tục tổ chức các sự kiện cũng như hoạt động để trên cái mạng lưới thông tin truyền thông mình có những cái hoạt động tin ảnh của về cái đơn vị của mình để cho chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự Phật giáo tỉnh nắm bắt cũng như là hoạt động sôi nổi ở các huyện mình. Qua 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã thành tựu được những Phật sự trọng đại. Có được những thành tựu đó chính là do giáo hội có đường hướng đúng đắn, phù hợp với đạo pháp, dân tộc. Trong nhiệm kỳ tới, hy vọng rằng chư tăng ni, Phật tử toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần từ bi của Đức Phật, đồng hành cùng địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, làm hình ảnh giáo hội ngày càng được trang nghiêm. Hệ thống thời trang FM Style hân hạnh tài trợ chính bản tin này. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin QCB hôm nay. Cảm ơn quý chư tôn đức và đạo hữu Phật tử đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý vị luôn luôn an vui, tinh tấn, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.